Kính xin cha trời thượng đế toàn năng, là thiên thượng, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng, cho phép con Thánh Giống Di Lạc Phật Vương, nhờ anh hùng chiến sĩ Trận Vong Linh Thiêng khắp nơi trên quả địa cầu đại diện cho con, lãnh băng đảng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung đang bị nhốt ở chính tầng quan ngục, về đây trình diện đồng bào và xin cha trời thượng đế toàn năng Giêsu cho phép con phỏng vấn chúng nó như chúng nó ước ao được phỏng vấn ngày hôm nay. Và đây là cha trời thượng đế toàn năng Giêsu, ngày chính ngài vẽ khuôn mặt của ngài trên mây, bề ngang hàng trăm cây số, bề dài hàng trăm cây số, có kê khai tại Hàng Viện Thế Giới US Congress Public Library. Và thượng đế toàn năng phán bảo phước lành của ngài đi cùng hình ảnh khuôn mặt của ngài, có phước lành đi chung, ngài phán bảo như thế. Nhân loại chúng ta cần có để cầu nguyện với ngài, than khóc với ngài, xin ngài thương cứu, xin ngài giải thoát mình trước khi tận thế. Phải có hình ảnh của ngài, cầu nguyện với ngài kể từ bây giờ, chứ đừng có chờ đến cái lúc mà biến thiên kinh hoàng khốc liệt xảy ra, thì lúc đó muộn màng, nguy hiểm vô cùng. Và đây là đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ Trận Vong Linh Thiêng khắp nơi trên quả địa cầu. Chú Giống được phép nhờ quý ngài đại diện Thánh Giống Di Lạc Phật Vương xuống quan ngục, lãnh băng đảng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung về tại văn phòng, tại đây trình diện Thánh Giống Di Lạc Phật Vương như lời chúng đó than vàng mấy tháng nay ước ao được Thánh Giống Di Lạc Phật Vương lãnh chúng nó ra phút nào hay phút nấy, bởi vì ở quan ngục nóng quá. Và đương nhiên, xin anh hùng chiến sĩ linh thiêng bảo vệ chúng nó, để chúng nó khỏi bị xé hồn, xé vía sau khi mà lãnh chúng nó ra khỏi quan ngục. Bởi vì có nhiều triệu quan hồn sẵn sàng xé hồn, xé vía chúng nó ra, vì tội ác chúng nó đã gây ra quá là khủng khiếp. Bọn tự do quá trớn và bọn cộng sản, bọn lãnh đạo tôn giáo, xảo trá lọc lừa. Đa số chúng nó phạm quá nhiều tội ác. Bọn tự do quá trớn, bọn tham lam, bọn cộng sản, bọn khủng bố, bọn đầu cơ tích trữ. Đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu, hai khuôn mặt khác nhau, chiến tuyến khác nhau, nhưng sau khi hy sinh ở các trận mạc, giờ đây thượng đế toàn năng cho sống lại, linh điển đã hiện ra và đã gia nhập Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại để phù trợ Thánh Giống Di Lạc Phật Vương làm việc cảnh cáo nhân loại và hướng dẫn nhân loại, cũng như giải đạo giải thoát cho nhân loại trước khi tận thế. Giờ đây quý ngài đi xuống quan ngục và lãnh chúng nó về trình diện Thánh Giống Di Lạc Phật Vương để làm việc. Nghe một dòng nhạc trong lúc quý ngài anh hùng chiến sĩ linh thiêng lãnh chúng nó về.
Giờ đây băng đảng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, linh hồn của chúng nó, cái bọn trời đánh thánh đâm, đang có mặt ở đây. Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, trước và sau khi Photoshop, trước và sau khi giải phẫu thẩm mỹ, trồng răng này kia rồi cắt cái, nhìn cho kỹ. Và Phạm Văn Đồng là linh hồn của tụi nó đó. Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, vân vân và vân vân. Linh hồn của chúng nó có mặt ở đây giờ phút này. Và chú Giống sẽ dùng thiên điển của cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu để phỏng vấn chúng nó. Và những gì chúng nó trả lời, chú Giống sẽ lặp lại. Và thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, linh hồn của mày, đại diện cho đàn em của mày. Và tụi bay than van khóc lóc, tụi bay ước ao, tao lãnh tụi bay về ngày hôm nay. Thì giờ đây mày đại diện cho tụi nó, mày lên tiếng trước. Lấy cái hình, cái bản mặt trẻ của mày lúc mày còn trẻ, chắc là cái lúc mày sồn đó, cái bằng bốn mấy năm mươi này kia rồi, cái đâu rồi, mày trốn đâu mày? Lúc này mày năm mấy hả? Mày lên đây. Em đâu có trốn ngài đâu, Thánh Giống. Rồi đây, mặt mày đây, mặt hung dữ. Đây, mặt thằng Hồ Chí Minh đó, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Bữa nay là làm cho ra lẽ. Tao bữa nay là tao giải quyết những cái gì mà cần phải giải quyết trước. Tụi bay mày liệu mà giữ hồn. Lơ mơ là tao bàn giao tụi bay trở về quả ngục sớm hơn một tiếng đồng hồ. Mà làm việc đàng hoàng thì tao có thể lãnh cho tụi bay mà lãnh hơn một tiếng đồng hồ luôn. Được rồi. Vừa lạnh nó ra từ quả ngục về, tụi nó nóng lắm, nó dặn máy lạnh lên. Trời, bây giờ mày đại diện cho đàn em mày một bầy đó, tụi bay mẹ, tụi bay nóng quá vậy. Thánh Giống để nhạc lên lớn cho tụi tắm, cho tụi em tắm nhạc cho bớt nóng. Thánh Giống mẹ, để nhạc lớn rồi tao phải nói chuyện lớn tiếng rồi mẹ, nặng hơi mỏi cổ tao quá. Tụi bay phải thông cảm, phải hiểu chứ mẹ, tụi bay đòi hỏi nhiều quá, tụi bay lộn xộn quá. Để nhạc cái này được rồi. Rồi bây giờ mày, thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, linh hồn của mày
đại diện cho đàn em của mày, mày cần phân bua cái gì, van xin cái gì, thông báo cho đồng bào được biết. Đồng bào đang theo dõi chương trình của chúng ta. Hiện nay là cái số người theo dõi trực tiếp hàng trăm ngàn người, chứ không phải chỉ có 5-70 người. Bọn Thế Lực Ngầm nó xin phép kéo 4 hàng số xuống, bởi vì chúng nó sợ. Sợ nhiều người dân biết là nổi dậy là lôi đầu chúng nó rồi, quất rồi mày vô đít tụi nó. Bọn Thế Lực Ngầm nó sợ lắm. Và tụi bay, cái bọn đàn em của tụi bay ở Việt Nam, tụi bay cũng quá sợ luôn. Bọn Tàu Cộng tụi bay, lãnh đạo Tàu Cộng tụi bay cũng quá khiếp sợ luôn. Tao nói vậy có đúng không? Vâng, đúng thế. Thanh giống ngài biết chứ. Tao không biết ai biết mày. Có phải hình ảnh của mày không? Vâng, chính em. Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Có phải hình ảnh của mày đấy không? Dạ vâng, chính em. Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Lúc bị bắt giam ở Hươn Cán vào thập niên 30. Ở đây có phải hình ảnh của mày không? Trước khi và sau khi giải phóng nước Mỹ, Photoshop. Vâng, chính em. Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Rồi, mày xác nhận rõ ràng. Mày có phải là quỷ dâm tặc không? Vâng, chính em. Thanh Giống, đừng nhắc tới. Em nhục lắm, Thanh Giống ơi. Rồi được rồi, bên đồng bào hỏi cho tao, tao biết rồi, tao nói nhắc nhở làm chi. Ok. Rồi bây giờ mày đại diện cho đàn em mày, mày đặt câu hỏi hay mày tâm sự gì với đồng bào? Ok. Mày đại diện cho đàn em mày, với đàn em mày không có quyền hỏi tao, tao không có thời giờ trả lời cho tụi bay mẹ một bầy mệt lắm, tao tụi bay mày biết mà. Ừ. Ờ. Rồi. Chúng nó, đây là lời chúng nó nè, nhờ thằng Hồ Chí Minh lên tiếng giùm. Kính thưa toàn thể đồng bào ba miền Nam Trung Bắc, xin tha thứ tội lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi rất hối hận về những việc chúng tôi đã làm, và giờ đây chúng tôi đang thụ án ở quả ngục, khổ sở vô cùng. Quả ngục thì nóng khủng khiếp, mà hầu hết người thân của chúng tôi đã không làm việc lập công chuộc tội như chúng tôi đã mong ước và đã yêu cầu. Vì thế chúng tôi rất là khốn khổ. Mỗi lần nhờ Thánh Giống Di Lạc Phật Vương lãnh chúng tôi ra dăm 3 phút vài tiếng đồng hồ để chúng tôi bớt nóng, nhưng khó khăn quá, bởi vì người thân của chúng tôi hầu hết đã không nghe lời Thánh Giống Di Lặc Phật Vương dạy bảo. Quả ngục thì nóng quá, kính mong đồng bào tha thứ lỗi lầm của chúng tôi. Ngôn ngữ không đủ, không bao giờ đủ để mà chúng tôi có thể than van khóc lóc. Chúng tôi chỉ ước ao
đồng bào ba miền Nam Trung Bắc thương xót vì tình nghĩa đồng bào, tha tội cho chúng tôi. Dẫu rằng tội ác của chúng tôi phải trả giá quá đắt. Ở quả ngục, lửa nóng nhiều ngàn độ. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ là phải van xin đồng bào ba miền Nam Bắc tha thứ lỗi lầm của chúng tôi đã sát hại nhiều đồng bào Việt Nam ruột thịt của chúng ta, cùng lúc đã đẩy đưa dân tộc và đất nước Việt Nam thụt lùi hàng thế kỷ. Chúng tôi hối hận vô cùng. Đó là những gì mà Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung và đàn em của nó, tụi nó đang có mặt đây nè, linh hồn tụi nó đang có mặt đây, tụi nó thốt lên đó. Thì đồng bào tự xử. Bản án của chúng nó đang thụ án, không có đứa nào chạy thoát hết đó. Thì đồng bào chúng ta đâu phải là những người mà không biết điều. Người Việt Nam chúng ta là trọng tình cảm và hiếu vì đạo, vì thế chúng ta dễ dàng tha thứ. Và kẻ nào mà không tha thứ á, thì sẽ không được giải thoát, không được Thượng Đế Toàn Năng cứu rỗi. Đây chẳng qua là bài học trắc nghiệm để thử lòng nhân loại chúng ta. Những ai còn sống sót mà còn chấp nề, nhất là đối với những người thật tâm sám hối, xin lỗi mình đàng hoàng, thì mình phải tha thứ. Và ngay cả những kẻ họ chưa có dịp thức tỉnh, cũng như chưa có quyết định nhận lỗi, thì chúng ta cũng phải tha thứ. Bởi vì đó là định luật để được tồn tại cùng càn khôn, sống tuyệt vời, sống cùng càn khôn, đời đời kiếp kiếp. Và đương nhiên những kẻ phạm tội họ phải trả bằng cách này hay cách khác, ở các nhiều tầng giới khác nhau, cũng như ở các thời gian, khoảng cách, khoảng thời gian, từ thời gian đến thời gian khác nhau. Mắc nợ là phải trả. Và bằng chứng hiện tại bây giờ, linh hồn và xác vía Hồ Chí Minh và đàn em của nó đang bị nhốt ở đây nè, khổ lắm. Bởi vậy mỗi lần mà chúng nó than van khóc lóc, chú Giống phải buộc lòng phải lãnh chúng nó ra 1-2 tiếng đồng hồ cho chúng nó bớt nóng. Không biết thì thôi, mà khi biết thấy chúng nó bị nhốt qua ngục nóng quá, than van quá, mình đâu có cầm lòng chịu đựng nổi. Mình thấy cái nỗi khổ mà lửa nóng nhiều ngàn độ sao chịu nổi, than van khóc lóc quá, mặt mày thì biến thành mặt quỷ sẽ thăng xấu quắc luôn, than van khóc lóc. Rồi bây giờ câu kế tiếp
những cái câu hỏi gì, cái gì tụi bay ước ao, tụi bay đã bàn với nhau mấy tháng nay rồi. Mày gặp tao gì mày, tao lãnh tụi bay ra, tụi bay phải có những cái gì mà nó quan trọng cho tụi bay. Mày cứ cà lơ phất phơ giống như mấy kỳ trước tao lãnh tụi bay ra, mày mệt quá. Mỗi lần lãnh tụi bay qua, tao phải nhờ anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng bảo vệ tụi bay, để tụi bay khỏi bị xé hồn, xé vía xác. Ừ. Rồi. Ừ. Tao biết trước sau gì tụi bay cũng đề cập về cái vấn đề này. Tụi bay ước mong là tao cho phép tụi bay tức là cấp sự vụ lệnh cho tụi bay. Và đương nhiên khi cấp sự vụ lệnh cho tụi bay, và này để tao lặp lại những gì mà tụi bay ước ao, tụi bay lên tiếng nè, mấy tháng nay tụi bay bàn với nhau, và đây là những gì mà tụi nó van xin nè. Chúng nó xin chú giống cấp sự vụ lệnh cho chúng nó và xin cho anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam làm việc với chúng nó, để chúng nó về chúng nó xử đàn em của chúng nó, những cái đứa mà không nghe lời, chưa nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo. Có phải vậy không? Có phải đó là những gì mà tụi bay mẹ cứ răm rắp nha, tụi bay đang xì xào với nhau đây, mà từ quả ngục kêu bằng mấy tháng này, có đúng vậy không? Vâng, đúng thế Thánh Nhân. Có đồng bào chứng giám ở đây, tao đập đi đập lại lần này đã lần thứ tư, thứ ba hay thứ tư vậy? Ba lần trước tao lãnh mày ra, lãnh tụi bay ra, thì hai trong ba lần tụi bay yêu cầu như thế, và tao đã bác bỏ. Lý do tại sao tụi bay đã biết rồi. Tụi bay đang thụ án mà tụi bay còn đặt đòi xử đàn em tụi bay. Cái chuyện đó là không tưởng. Thì bây giờ như vậy, sao? À, về tụi bay ước ao. Bây giờ cái chuyện đó là chắc chắn là tao không có bằng lòng rồi. Cái chuyện đó là không tưởng rồi nha. Rồi thì bây giờ ok rồi tao rồi mày tụi bay láo nháo cái gì, mẹ chuyện đâu còn có đó. Tụi bay lộn xộn quá. Ừ rồi. À, ok rồi, tao biết ngay. Mà trước khi mà tao lãnh tụi bay ra bữa nay, tao biết tụi bay sẽ đặt cái vấn đề này. Thì sau khi mà
chúng nó, thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung và đàn em của chúng nó xin phép Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương cấp sự vô lệnh cho chúng nó, xử đàn em của chúng nó vì cái tội không nghe lời, chưa nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo từ năm 1985 cho đến bây giờ, chứ không phải là mới đây. Chú Gióng từ chối là bởi vì nó mất thì giờ làm phiền anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng phải bảo vệ tụi bay. Anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng có đủ thẩm quyền để xử đàn em tụi bay mà. Rồi. Và bây giờ chúng nó van xin yêu cầu. Xin Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương sắp xếp cùng anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng xử tội đàn em của tôi, của chúng tôi, những đứa đã về hưu, đang tại chức mà chưa hoặc không nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo. Trước khi tao lãnh tụi bay ra ngày hôm nay, tao biết tụi bay sẽ van xin điều đó. Và giờ đây anh hùng chiến sĩ Trận Vong Linh Thiêng hai miền Nam Bắc Việt Nam sẽ xử đàn em của chúng bay vì thương chúng nó, không cho chúng nó tiếp tục phạm tội. Ồ vậy sao? À, tụi bay cũng biết chuyện đó à? Chúng nó yêu cầu thêm nữa, kính xin Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương cho xử luôn cái đám trụ trì ở các chùa chiền am tự. Cái đám tu hành giả dối, sư quốc danh. Đương nhiên cái chuyện đó là phải xảy ra là bởi vì tụi nó là nằm trong băng đảng Cộng sản Việt Nam, đàn em của tụi bay. Đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng, tất cả anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng sẽ lần lượt ra tay. Sự việc đó, trước khi mà tụi bay có mặt ở đây, tao đã biết là tụi bay sẽ yêu cầu và van xin những sự việc này. Tao đã làm việc cùng tất cả anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng, cùng với thần thiên nhiên, quý thiên sứ,
Tao đã làm việc theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng cùng chúa thánh thần cùng quyền thần và ngay cả quỷ thần cũng đã trình diện tao. Và chẳng những không phải là chỉ giải quyết ở Việt Nam thôi, mà bắt đầu giải quyết khắp nơi trên quả địa cầu, liên hệ cùng tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo các tập đoàn thương mại lớn, bọn đầu cơ tích trữ, lần lượt sẽ bị xử nếu mà không nghe lời tao hướng dẫn, chấp hành sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng là Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu ban cho. Và đặc biệt tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng làm việc và tao đã xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu để anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và ông bà tổ tiên những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh vì nền dân chủ từ cổ chí kim, đại diện cho tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu. Anh hùng chiến sĩ Việt Nam đóng vai đại diện cho tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu để làm việc. Việc đây là một trong những việc rất là quan trọng. Và anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phân công tác cho chiến sĩ quân đội nhân dân miền Bắc và chiến sĩ mặt trận giải phóng miền Nam đã chết oan uổng vì tụi bay, thằng Hồ Chí Minh và đàn em của mày đã dàn dựng, đã lường gạt, chết quá nhiều. Và giờ đây, anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phân công tác cho chiến sĩ quân đội nhân dân miền Bắc và chiến sĩ mặt trận giải phóng miền Nam bắt đầu xử tội đàn em của tụi bay. Thế thì tụi bay có thỏa lòng phần nào chưa? Vâng, thánh giống, chúng em rất thỏa lòng. Tao biết, trước khi tao lãnh tụi bay ra ngày hôm nay, tao biết tụi bay sẽ vui mừng lắm. Bởi vì tụi nó tiếp tục phạm tội thì tụi bay mẹ càng nhục nhã, càng đau khổ ở quả ngục. Và đương nhiên tụi bay sẽ không được tao lãnh ra thỉnh thoảng. Và khi mà tụi nó bị xử thì đương nhiên rồi, tụi nó không còn có dịp để mà tiếp tục gây tội ác nữa. Thì đương nhiên tụi bay mừng chứ. Lúc đó là đương nhiên rồi, tao
tao mới có lý do để mà tao trình lên Thượng Đế Toàn Năng là cha chung của chúng ta, để mà tao lãnh tụi bay ra được giờ nào hay giờ đó, cho tụi bay bớt nóng đúng không? Tụi bay mừng là phải rồi, có gì nữa. Bố khỉ con nhà mày, ní nụn cái gì nữa, đúng gì không? Vâng, Thánh Giống, chúng em rất mừng rỡ, chúng em mừng lắm. Được rồi, thỉnh thoảng tao lãnh tụi bay ra. Nếu mà con cháu tụi bay, người thân tụi bay nghe lời tao dạy bảo, làm việc lập công chuộc tội thì tao mới có lý do lãnh tụi bay ra nhiều giờ để cho tụi bay bớt nóng. Chứ con cháu người thân tụi bay mẹ nhận tiền tham nhũng, bán dân bán nước bán đủ thứ hết mà tụi nó không có nghe lời, chưa nghe lời tao dạy bảo, không làm việc lập công chuộc tội, thì mỗi lần mà tụi bay than van khóc lóc van xin tao lãnh tụi bay ra cho tụi bay bớt nóng giờ nào hay giờ đó thì làm sao mà tao mà có lý do mà để tao xin Thượng Đế cho tao lãnh tụi bay ra được. Trong khi đó tụi bay, con cháu tụi bay, người thân tụi bay không có làm việc lập công chuộc tội thì làm sao mà tao có lý do chính đáng, đúng không? Thì bây giờ như vậy đó, con cháu tụi bay, người thân tụi bay đang theo dõi chương trình, tụi bay liệu mà giữ hồn, liệu rau mà gấp mắm, nghe không? Mày không làm việc lập công chuộc tội là tương lai tụi bay, con cháu tụi bay cũng bị nhốt ở đây nè, có phải gì không? Vâng, đúng thế. Các em, các cháu, người thân của chúng tôi không nghe lời Thánh Giống Di Lạc Phần Vương dạy bảo thì tương lai các em các cháu cũng sẽ bị nhốt ở đây nè, khổ lắm, kinh hoàng khốc liệt, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, khủng khiếp, đau khổ. Thì bây giờ đó, tụi em Đảng Cộng sản Việt Nam, mấy đứa đang tại chức và về hưu cũng như con cháu tụi em đó, phải giải quyết như thế nào đi? Không nghe lời Thánh Giống Di Lạc Phật Vương dạy bảo đó, là các em sẽ bị xử đó. Chiến sĩ trận vong quân đội nhân dân miền Bắc và chiến sĩ trận vong mặt trận giải phóng miền Nam, tụi bay bị tụi bay lường gạt, giải phóng cái giống đất gì hả? Giờ đây tụi bay mà không nghe lời tao dạy bảo là tụi bay sẽ bị xử, con cháu tụi bay sẽ bị xử, tao không can ngăn được nữa. Có đồng bào làm chứng nha, có cha trời Thượng Đế Toàn Năng làm chứng, có tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu làm chứng, có tất cả quyền thần thánh thần làm chứng. Tao đã hy sinh nhắc nhở tụi bay quá nhiều năm, và ngày hôm nay giờ này lãnh đạo của tụi bay đại diện một bầy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, linh hồn của chúng nó đó đang có mặt đây nè, nhắc nhở tụi bay lần sau cùng. Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cao cấp đang tại chức, cũng như những đứa đã về hưu cùng tất cả con cháu tụi bay, chú Giống Di Lạc Phật Vương không thể can ngăn được nữa nha.
các em các cháu sẽ đối diện với tất cả chiến sĩ trận vong. Mà lãnh đạo của các em các cháu đã lường gạt và đã đưa vào chỗ chết. Các em các cháu, mày đứng qua bên đi, với thằng em mày qua bên đi, mày đưa bản mặt của mày ra, mẹ chán quá. Mày nó mới nặng vía quá. Mày ngồi chung với thằng em mày đi. Rồi, chút nữa mày khỏi, tụi bay khỏi cần phải thú tội gì hết á. Tao biết hết rồi. Để tao giải thích cho đồng bào mình biết. Phân bua cái gì? Cái chuyện mà chiến tranh Việt Nam nó như thế này, sau đệ nhị thế chiến á, thì khối cộng sản và khối tự do ranh giới rõ rệt, và bọn côn buôn thế giới nó chen vào. Và năm 1950 đó, khi mà Bắc Hàn và Nam Hàn chia đôi ranh giới, Nam Hàn thế giới tự do, Bắc Hàn thế giới cộng sản, sẵn chúng nó chuyển qua Đông Dương, và chúng nó đã lên phương án chiếm Việt Nam, mà chiếm nguyên nước Việt Nam thì khó quá. Vì thế chúng nó dàn dựng cắt đôi đất nước Việt Nam. Ở trong đó có bọn thế lực ngầm dàn dựng vào. Và chúng nó đã dàn dựng trước đó, từ năm 1945, sau đệ nhị thế chiến. Tao nói vậy có đúng không? Tại vì mày, tụi bay có dính dáng vào, tụi bay bị gài bẫy, tụi bay bị sụp bẫy. Thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung và đàn em của mày, có thằng Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn. Tao nói vậy có đúng không? Vâng, đúng thế. Còn tụi bay cái thằng, hai thằng khốn nạn này, cái thằng Lê Đức Anh, thằng Đỗ Mười, mày biết cái giống đất gì mà mày đặt mày chỏ chỏ vô. Mày ngồi yên không mày? Đây, mày cái xạo xạo kìa, tới tao không lãnh mày, tụi mày ra. Mày có công cán gì mày đặt, mày bữa nay mày tháp tùng mày theo mày đám thằng Hồ Chí Minh, mày Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn này kia rồi cái mày. Xạo xạo mà tội ác của hai thằng bay nặng lắm, thằng Đỗ Mười với cái thằng Lê Đức Anh sát hại đồng bào, biết bao nhiêu đồng bào.
Và rốt cuộc mình chúng nó bán nước Việt Nam vậy thôi. Cái bọn tham lam nó bán nước Việt Nam, cũng như chúng nó đã và đang bán nhiều tài sản của quả địa cầu. Cái chuyện đó, nó đã xảy ra từ cái thở mà con người có mặt ở quả địa cầu. Cái tội tham lam, ngay cả chính anh em ruột thịt trong nhà mà còn sát hại lẫn nhau mà. Và tất cả nhân loại chúng ta là anh em ruột thịt, cùng một nhà, cùng một cha, cùng một mẹ. Tao nói vậy có đúng không? Bây giờ tụi bay chết, tụi bay bị nhốt qua ngục, tụi bay học những bài học ở dưới qua ngục á, phải không? Tất cả nhân loại chúng ta là anh em ruột thịt với nhau. Con cái của tổ phụ Adam và Eva, tụi bay bị nhốt qua quan ngục, tụi bay phải học những bài học đó, học lại, đúng không? Vâng, đúng thế, biết rồi. Tao lặp lại để cho đồng bào hiểu chuyện. Đồng bào nhân loại cần được hiểu, cần được biết. Thì tụi bay bị dàn dựng, tụi bay bị gài bẫy, ăn chơi gái rồi hút sách này kia rồi cái rồi hưởng thụ của cái này, hứa hẹn bộ thế lực ngầm nó hứa tụi bay, tụi bay làm nô lệ cho chúng nó, rồi tụi bay lường gạt người dân Việt Nam, lường gạt người dân miền Bắc, đẩy đưa thanh niên thiếu nữ miền Bắc vào miền Nam với cái dạng giải phóng. Thực sự là tụi bay mẹ làm việc cho bọn thế lực ngầm, nó dàn dựng tụi bay sập sụp bẫy, rồi tụi bay lười biếng, tụi bay hưởng thụ, tụi bay nhát như thổ đế vậy đó. Tụi bay mẹ anh hùng cái gì, tụi bay đưa đẩy thanh niên thiếu nữ miền Bắc vào chỗ chết, phá hoại đồng bào miền Nam, sát hại đồng bào miền Nam. Tụi bay lường gạt thanh niên, một số thanh niên thiếu nữ mà ở miền Nam tập kết ra Bắc này kia rồi là cũng như là địa phương miền Nam cũng bị tụi bay lường gạt, dụ dỗ, vô bưng, vô biền. Bây giờ biết quá rồi đúng không? Mẹ Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình này kia rồi cái, bây giờ tụi bay biết quá rồi. Giờ tụi bay mẹ khổ sở quá hả? Đồng bào ngoài biết hết rồi. Đồng bào ngoài biết tụi bay là lường gạt, xảo trá, lọc lừa từ Nam ra Bắc, từ Bắc dưới Nam. Còn những cái đứa mà giả bộ nó không biết là tại vì người thân của chúng nó dính dáng vào tham nhũng hối lộ. Chứ đa số đồng bào Việt Nam từ Nam ra Bắc, từ Bắc dưới Nam biết hết, biết những cái lỗi lầm của tụi bay. Tụi bay mà đẩy đưa đất nước xuống, bây giờ là khốn nạn nhất, khổ nhất ở Á Châu. Là một trong, bây giờ ở thế giới, nước Việt Nam là một trong những cái nước mà nghèo nhất, và bệnh tật nhiều nhất nữa. Bệnh tật nhiều nhất nha. Mà là một trong những nước mà nghèo bây giờ ở Việt Nam á. $1 mà đổi tới 25.000 đồng là sao? Tại vì tụi bay biết mà. Thụt lùi lại một thế kỷ. Mà thời Tổng thống Ngô Đình Diệm là Việt Nam là đứng hạng nhất ở Á Châu. Bây giờ là thụt lùi một thế kỷ, là tức là đứng hạng bét ở Á Châu. Bộ thế lực ngầm nó dàn dựng, nó bắt dân Việt Nam lùi chích ngừa tầm bậy tầm bạ. Bây giờ bệnh tràn giang đại hải Việt Nam. Ung thư là nhiều nhất trên thế giới. Phá thai thì đứng hạng nhất trên thế giới luôn. Tu hành giả dối, xảo trá, lọc lừa là nhất trên thế giới luôn. Y tế là một trong những nước mà tệ hại, một trong những nước tệ hại nhất trên thế giới.
kinh tế cũng vậy, học đường cũng vậy, tất cả là xuống cấp, thụt lùi một thế kỷ. Đó là cái tội ác của tụi bay. Tụi bay đừng có than van cái gì hết á. Tụi bay phải nhận lỗi thôi, không có chuyện gì hết. Đừng có miệng lý lẽ gì, tao không thời giờ lặp đi lặp lại cái chuyện đó tụi bay. Bây giờ bọn thế lên ngầm nó kêu tụi bay ăn cứt, tụi bay ăn không? Đúng không? Tụi bay biết là sai, nhưng mà tụi bay vẫn làm. Thì đó là cái lỗi đó. Đó là lý do tại sao giờ đây tụi bay bị nhốt ở quan ngục. Một cái vụ điển hình, Tổng thống Ngô Đình Diệm biết bọn thế lực ngầm nó dàn dựng để nó buôn bán đất nước Việt Nam, nó hà hiếp, nó lạm dụng sức lao động của người Việt Nam, và cũng như nó chiếm đoạt khoáng sản tài sản của đất nước Việt Nam. Tổng thống Ngô Đình Diệm biết. Tổng thống Ngô Đình Diệm không chấp nhận, và biết nếu mà không chấp nhận thì sẽ bị chúng nó sát hại. Nhưng mà cái sự liêm sĩ của một kẻ sĩ, một người liêm sĩ như Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã gìn giữ được miền Nam Việt Nam cho đến năm 1975. Còn tụi bay không có liêm sĩ, không, tụi bay không phải là những kẻ sĩ. Vì thế tụi bay đã bị bọn thế lực ngầm nó dàn dựng, nó dụ dỗ tụi bay, nó gài bẫy tụi bay, và tụi bay sụp bẫy, và tụi bay ham hưởng thụ, tụi bay đê hèn, và tụi bay đã làm nô lệ cho bọn thế lực ngầm từ năm 1945 sau đệ nhị thế chiến. Đúng không? Mày trả lời, mày đại diện cho đàn em của mày trả lời mày. Vâng, đúng thế, Thánh Giống. Chúng em nhận lỗi. Ít nhất phải vậy mày. Tao đâu có thời giờ đôi co tụi bay. Mẹ giờ này ở bên Mỹ là gần 7 giờ sáng, là tao chưa có thời giờ ăn cơm chiều hôm qua. Phải nói, phải như vậy mới được. Không có uổng công mà tao nhờ anh Hùng, chiến sĩ Linh Thiên lãnh tụi bay ra. Rồi tụi bay nhắn thằng Phạm Minh Chính liệu mà giữ hồn. Thằng Tô Lâm, thằng Nguyễn Phú Trọng, và mấy đứa nào nó mới lên làm cái gì đó, chủ tịch quốc hội này kia đâu. Tụi nó nhắn nói là nhiều quan hồn chết cái vụ mà chích ngừa đó, bị ép buộc, bị gạt gẫm chích ngừa đó, hàng trăm ngàn người chết, bây giờ quan hồn vất vưởng và sẽ đòi hồn những đứa nào dính dáng vào cái việc mà ép chích ngừa. Trong đó chúng nó nói rõ luôn nè, là những người mà chết oan đó, họ uất ức, họ cho tụi nó biết
là trong đó là có Phạm Minh Chính và nhiều đứa nữa, rồi buôn bán cái gì đó, ba cái kit chích ngừa rồi các cái đó, trong đó là có dính dáng đến chị hai, chị ba, chị bảy gì, vợ của mấy cái thằng mà lãnh đạo cao cấp. Có phải vậy không mày? Tụi bay xác nhận thôi, chứ tao biết rồi, tao biết lâu rồi. Tao là cái người mà đầu tiên ở trên thế giới này bảo là đừng có chích ngừa mà. Bọn thế lực ngầm nó cay cú tao, mẹ nó cúp chương trình. Sau đó là tao cảnh cáo chúng nó mới mở lại mà. Tụi bay khỏi nói, tao cũng biết nữa. Tao đã thông báo cho đồng bà biết rồi. Không thắng giống, chúng em chỉ nhắc lại cho chúng nó biết. Tại vì nhiều quan hồn nhờ chúng em nhắc lại cho chúng nó biết. Chúng nó phải làm việc lập công chuộc tội khẩn cấp lúc mà chúng nó còn sống, và con cháu chúng nó cũng thế. Trong đó là chúng nó sẽ bị nhốt chung với chúng em ở quả ngục. Lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, kinh hoàng khốc liệt, nhiều năm khủng khiếp, bị nhốt vào quả ngục, bị đốt và mặt mày biến thành quỷ sa tăng xấu quắc luôn. Hàng trăm ngàn oan hồn nhờ các em, nhờ chúng em nhắn lại. Quả ngục là chính là quả ngục là. Thằng Phạm Minh Chính, rồi mấy thằng cao cấp nữa, mẹ rồi vợ con thằng Nguyễn Xuân Phúc, là vợ thằng Nguyễn Xuân Phúc, rồi thằng Nguyễn Phú Trọng, vợ thằng Nguyễn Phú Trọng, rồi mấy cái đứa trong cái bang mà lãnh đạo cao cấp nữa, có một số đứa trong đó nữa dính dáng với nhau hết. Rồi bây giờ tụi bay còn gì nữa không? Tao mệt rồi đó. Tụi bay vui mừng cái gì không? Chúng em không vui mừng được, thằng giống ơi. Làm sao mà vui mừng được? Sắp sửa chúng em bị bàn giao trả lại quả ngục. Làm sao mà chúng em vui mừng được tấn giống? Người ta không đâu có cách nào đâu. Luật công bằng tồn tại cùng càn khôn, đâu có khấu bó, đâu có tham nhũng, đâu có đút lót được. Luật là luật. Chúng nó nhắn, nó lặp đi lặp lại đó, nói là người thân của chúng nó đó, mau mắn nghe lời thánh giống dạy bảo. Thì thánh giống mới có lý do để mà lãnh chúng nó ra. Thỉnh thoảng vài tiếng đồng hồ cho bớt nóng, chứ quan ngục thì nóng quá. Chúng nó chỉ có nhắc nhở vậy thôi cho người thân chúng nó. Ừ rồi, được rồi, tao lặp lại cho. Và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Cộng tụi bay, những đứa đang tại chức và về hưu cũng phải mau mắn chấp hành. Khẩn cấp, đừng để các em và các cháu bị nhốt ở đây. Và các em các cháu có thể bị xử bất cứ lúc nào. Anh hùng chiến sĩ Trần Vong, quân đội nhân dân miền Bắc và chiến sĩ mặt trận, chiến sĩ miền Nam,
cái đám mà tụi bay mẹ lường gạt rồi dụ vô bưng vô điền vô biền biền bưng rồi cái rồi mẹ tập kết ra bắt rồi cái hận tụi bay lắm, sẵn sàng xử tụi bay á, xử luôn con cháu tụi bay luôn, cái đám lãnh đạo cộng sản tại chức và về hưu, và lơ mơ là xử luôn cái đám mà mẹ lãnh đạo Tàu cộng và Nga cộng luôn nữa, chứ phải giỡn đâu. À có người hỏi nè, Thanh Giống tại sao mà kỳ rồi, tại sao kỳ rồi là quý anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng không xử thằng Putin khi nó đến Việt Nam? Tụi bay biết lý do tại sao không? Hả? Tụi bay biết lý do tại sao không? Sẵn ra là hỏi thằng Hồ Chí Minh luôn, chứ một tụi bay là mấy cái thằng mẹ nguyên bằng tụi bay này có mặt đây nè, linh hồn tụi bay có mặt đây. Tụi bay biết lý do tại sao không? Tại sao mà anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng chưa xử thằng Putin đâu, khi mà nó ghé thăm Việt Nam cách đây tuần hả, năm ba ngày gì đó. Tụi bay biết lý do tại sao không? Ừ? Thằng Putin với cái thằng Zelensky mà tụi nó là mấy cái thằng mẹ đê hàng, tụi nó là những cái xác không hồn, tụi nó là sống như là xác chết vậy thôi, đâu có hồn vía gì nữa. Tụi nó giống như mấy cái thằng thế lực ngầm khắp nơi quả địa cầu vậy thôi. Tụi nó cũng giống như tụi bay, mấy đứa mà lãnh đạo cộng sản mà chưa nghe lời tao dạy bảo thì cũng như là những cái xác không hồn thôi. Nhưng mà lý do tại sao mà tụi nó còn sống nhăn răng đó, cái xác đó. Là tại vì Thượng Đế toàn năng. Thượng Đế toàn năng. Để cho cái xác nó sống. Tức là cái sống, cái hồn nó bệnh hoạn, hồn nó kể gì chết rồi. Tại vì chúng nó gây quá nhiều tội ác. Mắc mưu bọn thế lực ngầm mà đẩy đưa hàng trên dưới là 500.000 chiến sĩ chết. Cuộc chiến Nga Xô và Ukraine do bọn thế lực ngầm nó dàn dựng. Và lý do mà anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng chưa lôi đầu thằng Putin với thằng Zelensky là lý do, có một lý do đặc biệt là cái thằng Putin, cái xác không hồn. Bởi vì nếu mà lôi hồn thằng Putin ra bây giờ đó, là cái bọn thế lực ngầm nó còn hung hãn thêm nữa. Bởi vì chúng nó đang dàn dựng chiến tranh nguyên tử để sát hại hầu hết nhân loại. Và chính chúng nó đã gài bẫy thằng Putin và thằng Zelensky đã sụp bẫy. Nhưng mà Thượng Đế toàn năng vẫn để thằng Putin nó sống, dẫu rằng cái sống với cái xác không hồn. Bởi vì nó sụp bẫy rồi đẩy đưa mà, quân đội lính của Nga Xô chết quá nhiều. Và như nó phá hoại đất nước Ukraine, dân chúng lính Ukraine cũng chết quá nhiều. Thằng Putin bây giờ nó sống là một cái xác không hồn. Nhưng mà Thượng Đế toàn năng vẫn để cho nó sống, để cho nó đương đầu với cái bọn thế lực ngầm. Bởi vì bọn thế lực ngầm á, nó đang dàn dựng chiến tranh nguyên tử. Mà nếu mà không có cái thằng khùng Putin này đó, thì bọn thế lực ngầm nó ra tay mạnh hơn, lẹ hơn. Thượng Đế để cho thằng Putin nó sống, để cho nó cự lợi với nhau, để những cái ác của những đứa ác á, đứa nào cố chấp kiêu ngạo đó, không thực sự sám hối á, nó lộ diện ra. Để rồi Thượng Đế sẽ xử chung luôn, để tụi nó khỏi có than van khóc lóc
tại sao. Và đồng thời đó, cái thằng khùng phích tinh này nó có nhiều bom nguyên tử, không thua gì thế giới tự do. Mà thế giới tự do đang bị bọn thế lực ngầm á, nó kìm kẹp, nó khuynh đảo, lơ mơ là nó cho bom nguyên tử nổ để sát hại hầu hết nhân loại. Thì cái thằng khùng phích tinh này nó to rập với thằng Tàu cộng với thằng Bắc Hàn, nó cũng cho nổ bom nguyên tử, tại vì tụi nó có bom nguyên tử. Thành ra tụi nó vẫn còn so đua đôi co giằng co với nhau. Và Thượng Đế đang quan phòng theo dõi chúng nó, coi chúng nó ác cỡ nào tới đâu, để rồi ngày xử chung luôn. Sắp tới nè, tụi nó không nghe lời, tiếp tục cái đà này, hủy hoại môi trường, sát hại những người làm việc cần cù đổ mồ hôi sốt con mắt, chỉ ước ao được sống đàng hoàng mà không cho họ sống. Mà họ là con cái của Thượng Đế, họ cũng là anh em của những kẻ ác, mà không cho họ quyền được sống. Thì sắp tới đây Thượng Đế sẽ xử cáo chung, tức là tận thế đó, sát bên rồi đang đến. Và Thượng Đế sẽ xử những đứa ác. Sắp tới đây, bọn thế lực ngầm, bọn tự do hóa trớn, bọn khủng bố, và đương nhiên bọn cộng sản không thực sự sám hối, và những kẻ giàu có hóng hách kiêu ngạo, đầu cơ tích trữ, những kẻ hung dữ ác độc, lần lượt sẽ bị nhốt trở lại quả ngục nếu mà họ không thật sự sám hối khẩn cấp kể từ bây giờ. Bị nhốt đây là nó khổ như vậy nè, sát một bên rồi đang đến. Sẵn đây tôi hỏi tụi bay nè, thông báo cho đồng bào biết luôn, cho đàn em tôi biết luôn. Trung vụ tụi bay, tức là ở dưới quả ngục, từng quả ngục thứ 8, thứ 9. Cái đám mà lãnh đạo cộng sản tụi bay, và cái đám giàu có hóng hách kiêu ngạo, đám tu hành giả dối, và cái đám tự do quá trớn, có phải tụi bay bị nhốt chung với nhau không? Vâng, đúng thế, thánh giống. Chúng em bị nhốt chung với nhau. Ở mặt thằng Hồ Chí Minh trước khi làm đẹp và sau khi làm đẹp. Trước khi Photoshop và sau khi Photoshop. Cũng như trước khi trồng răng giả này kia rồi cái rồi. Này kia rồi. Cắt vành tay, độn lỗ mũi một xíu này kia cái rồi. Tức là tụi bay bị nhốt chung với nhau đúng không? Ôn bài. Vâng, đúng thế. Tầng thứ 9 quả ngục. Tầng thứ 9 đó nha, là cái tầng nóng nhất. Vâng, chúng em có những đứa bị nhốt ở dưới, có những đứa chúng nó còn ước ao được nhốt ở những nơi nóng hơn để mà chúng nó được mãn tù sớm hơn,
mà những nơi nóng hơn, nóng quá. Hầu hết là chúng nó xin trở lại chính từng quả ngục. Bởi vì có những quả ngục mà ở các ngôi sao đó nóng kêu bằng hàng trăm ngàn độ. Có những vì sao quả ngục nóng 5-7 chục ngàn độ, nóng cả 100 ngàn độ. Quả ngục ở mặt trời thì nóng khoảng 5 ngàn độ. Có những vì sao nóng 5-7 chục ngàn độ. Ở dưới lòng đất này cũng quá nóng rồi. Tỉnh thoảng là vào thấy núi lửa phun đó, phì ra đó, mặt quỷ này kia rồi hiện ra luôn, trong có những khói mây đó. Nó nói là có những đứa là ước ao được nhốt ở những nơi mà nóng hơn để làm chi, để mà để rút thời gian lại. Nhưng mà nóng quá tôi nó chịu không nổi. Tức là nó mường tượng thôi, chịu không nổi. Tức là mới có mường tượng thôi, bị nhốt ở đây, thấy không? Nó nhốt ở đây, bản án nó 1000 năm ở đây. Rồi nó mường tượng, nó bây giờ nhốt ở những chỗ nóng hơn. Ví dụ nhốt, bị nhốt quả ngục ở mặt trời á, nóng năm, thấy không? Nóng hơn ở quả cầu nhiều, thì nó làm bài toán là cái bản án đó nó sẽ rút ngắn lại. Rồi có những quả ngục ở các vì sao nó nóng lắm, nó rút ngắn lại, nhưng mà nó ngồi nó mường tượng cái hồn mà Thượng Đế cho nó nhận diện được một phút chốc á, nó thấy nóng quá chịu không nổi, tôi rốt cuộc tụi nó đổi ý. Có phải vậy không mày? Tụi bay? Vâng, đúng thế. Bây giờ đây tụi nó bị nhốt chung ở dưới. Và chúng nó thường hay quýnh lộn với nhau ở dưới. Có phải vậy không mày? Tụi bay thường hay đánh lộn với nhau ở dưới. Đánh lộn với bọn Tàu cộng, đánh lộn bọn Nga cộng, rồi đánh lộn với bọn mà Tự Do Quá Trớn rồi kia, rồi giống bọn đánh lộn với bọn thế lực ngầm, nó gài bẫy tụi bay, nó cho tụi bay chơi gái, quay phim này ở cái, rồi nó hứa hẹn tụi bay, rồi nó cho tụi bay hút ớt phiện rồi ở cái, rồi nó lường gạt tụi bay. À, tụi bay đánh lộn nó thường xuyên phải không? Vâng, tụi em đánh lộn với chúng nó thường xuyên lắm, thằng nhóc ơi. Tụi em bị chúng nó chơi xỏ lá. Cách đây như 6 tháng than hoang quá, nóng quá, than hoang quá, xin chú giống lạnh nó lên từng thứ 8 cho bớt nóng. Lạnh lên từng thứ 8, nhưng mà sau đó nó trở về từng thứ 9 hoài à. Nó binh đàn em nó, thằng này nó dữ lắm á, thằng ngồi với mình nó dữ lắm á. Tại vì đàn em nó bị ăn hiếp á, thành ra mà từ cái luật và từ từng cái từng mà bớt nóng á, được trở về cái từng nóng hơn, từng thứ 9 là từng nóng nhất. Bởi vì thỉnh thoảng á, có phải vậy không mày? Vâng, đúng thế. Nó trở về từng thứ 9 để nó binh đàn em nó, bởi đàn em nó vẫn đang bị nhốt chung với cái đám mà lãnh đạo cộng sản Tàu cộng, rồi Nga cộng, rồi Tự Do Quá Trớn, rồi này kia, rồi Tu Hành Giả Dối, rồi cũng như là mấy đứa mà tội ác kia bằng đâm cha chém chú hãm chị dâu rồi này kia, rồi giết vợ, rồi giết cha mẹ, là anh em này kia, những đứa hung dữ ác độc bị nhốt từng thứ 9, rồi tội dâm tặc này kia, rồi cái sao mới không kịp là bị nhốt à.
Ok. Rồi giờ tụi bay còn gì nữa không? Bên đây là 7 giờ sáng rồi, tao cũng mệt rồi đó. Thôi cái chuyện gì quan trọng thì nói, còn cái chuyện mà xin lỗi đồng bào gì thừa, thừa rồi, đồng bào biết rồi. Xin lỗi thì đó là cái chuyện là tốt thôi. Không, đồng bào Việt Nam mà nền tảng đạo đức là trên hết. Đồng bào mình nó dễ tha thứ lắm, bởi vì đồng bào mình không phải là ngu đâu. Đồng bào mình là cái gốc, là cái gốc đạo mà đạo kêu bằng cái gốc đạo của Thượng Đế toàn năng ban cho. Thành ra người dân Việt Nam á, người ta tha thứ dễ lắm, không có chấp nhất tụi bay đâu. Dân Việt Nam cũng biết là tụi bay đang thụ án ở qua ngục khổ lắm, đâu chấp nhất tụi bay làm cái gì. Bị nhốt đây khổ lắm, trời ơi, lửa nóng đốt nhiều ngàn độ mà. Ghê quá, mặt mày biến thành quỷ luôn rồi, rên xiết như vậy làm sao khổ lắm. Ok, khỏi cần phải xin lỗi đồng bào nữa, tao đã biết lại hoài mệt tốn hơi đâu quá. Không có được, không có cho tụi bay đi theo anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng về Việt Nam được đâu, không được. Tại vì cho tụi bay đi theo mất công, phải bảo vệ tụi bay khỏi bị hàng triệu quan hùng xé xác xé vía tụi bay, xé hồn tụi bay đó, mất thời giờ lắm. Xin về đây tụi bay cứ bằng nhắc nhở cho người thân tụi bay, nhắc nhở gì nữa. Tụi bay mẹ thôi đi, thôi đừng có giả bộ nói gì đó, tao biết hết rồi. Chương trình này tụi nó theo dõi kỹ lắm, cho tụi bay đi theo. Tụi bay giả bộ tụi bay năn nỉ xin để tụi bay được đi du lịch hả, rồi khỏi bị đốt, nghe không, khỏi bị đốt vài ngày, năm ba ngày, đúng không? Đó là lý do tại sao tụi bay năn nỉ gì nữa. Thôi không được năn nỉ gì hết á, tao biết quá rồi. Tụi bay đi theo, tụi bay đâu làm được gì đâu, nghe không? Mất công anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng phải bảo vệ tụi bay nữa, nó mệt lắm. Thôi đi. Thì bây giờ đó, người thân tụi bay có theo dõi chương trình từ thằng và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ban thường vụ tụi bay, tụi nó có theo dõi chương trình, bọn Tàu Cộng, lãnh đạo Tàu Cộng tụi nó theo dõi chương trình, tụi nó theo dõi, tụi nó nghiên cứu kỹ lắm. Và cái đám mà về hưu cũng vậy, con cháu tụi nó phải giải quyết thôi. Vậy đi ha. Thôi mày, thằng Lê Đức Anh, mày đặt sợ sợ vậy đi, thằng chột này, thằng Đỗ Mười nữa, mình lên tiếng cái gì? Tao không lặp lại những gì tụi bay nói. Mày không được cái đặc ân đó. Mày nhận tiền của Tàu Cộng, mày để cho Tàu Cộng nó bắn 60-70 người chiến sĩ Việt Nam chết ở đảo Gạc Ma. Còn nhiều tội ác mày đã gây ra nữa, mày không có gì để mà nói hết đó, nghe chưa? Thằng Đỗ Mười, mày sát hại đồng bào miền Nam quá nhiều, giờ đây mày không có gì nói nữa mày ơi, mệt mày quá, mất thì giờ. Mày xin nhắn lại cho người thân của mày, thì tao đã nói rồi, đừng có giả bộ khóc lóc cái gì hết á. Biết rồi, tao đâu có ghét tụi bay đâu. Nếu tụi ghét tụi bay, tao đâu lãnh tụi bay ra đâu, đúng không? Ok, đồng bào có gì thắc mắc nữa không?
Thì cái buổi mà phỏng vấn chúng nó ngày hôm nay đó, vậy là cũng quá đủ rồi. Và cũng cho biết đó là tụi nó ước ao được được theo anh hùng chiến sĩ Trận Vong Linh Thiêng xử tội Trung ương Đảng Cộng sản Việt Cộng và những đứa về hưu vì cái tội không nghe lời, chưa nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo, đón rước Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương về nước, trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương vua Việt Nam làm việc cùng đồng bào. Cái tội nó nặng lắm đó. Chẳng những mà đã không chấp hành mà còn vẫn tiếp tục tham nhũng, hối lộ, dàn dựng, bóc lột người Việt Nam, đồng bào ruột thịt. Thì bây giờ anh hùng chiến sĩ Trận Vong, chiến sĩ Linh Thiêng á, đặc biệt là quân đội nhân dân và cái đám mà ở miền Nam bị mẹ lừa gạt vô bưng vô biển, bây giờ đòi nợ máu. Chúng bay mẹ đẩy đưa gạt gẫm chiến sĩ, thanh niên, thiếu nữ chết oan, để rồi chúng bay và con cháu chúng bay tham nhũng, hối lộ, bóc lột người dân. Bây giờ kể từ ngày hôm nay, chiến sĩ Linh Thiêng, quân đội nhân dân và chiến sĩ ở miền Nam đó bị tụi bay lường gạt đó, bắt đầu xử các em các cháu. Liệu mà giữ hồn nhé, cơ hội cuối cùng, nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo, khẩn cấp chấp hành. Ngoài ra không có cách nào khác và cũng không có cơ hội nào khác nữa. Nhớ nha, giờ chú Gióng bàn giao tụi bay trở về quả ngục, tao không có thời giờ để tụi bay lòng vòng đây nữa. Nhờ anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng, Việt Nam Cộng Hòa và quân đội nhân dân miền Bắc và chiến sĩ nói là kêu bằng tập kết từ Nam ra Bắc đi cùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bàn giao mấy em về quả ngục để thụ án tiếp theo. Chú Gióng Di Lạc Phật Vương thương tụi em, lãnh tụi bay ra như vậy là đủ rồi. Bây giờ tùy người thân của tụi bay chấp hành như thế nào, tùy đàn em của tụi bay chấp hành như thế nào, thì tao mới có lý do chính đáng để xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu cho phép tao lãnh tụi bay ra thỉnh thoảng cho tụi bay bớt nóng. Bây giờ tao nhờ tất cả anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng, mà đương nhiên rồi, chỉ cần anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và chiến sĩ Việt Nam á, là đưa tụi bay trở về quả ngục được rồi. Mà phải bảo vệ tụi bay, tụi bay bước ra khỏi đây, mày tụi bay ra khỏi đây là kiểu như bao nhiêu quan hồn ở ngoài đang chờ tụi bay để xé hồn, xé vía tụi bay kìa. Tụi bay biết mà đúng không? Bởi vậy cực lắm, mỗi lần lãnh tụi bay ra rất là cực. Rồi nha, giờ tụi bay ước ao nghe bài nhạc nào trước khi mà tao bàn giao tụi bay trở về quả ngục. Ừ? Rồi tao chiều liền. Tụi này nó cũng biết chuyện thưởng thức cái hồn của nó. Nó xin nghe cái bài Niềm Hy Vọng mới. Ok rồi, tao chiều tụi bay. Cái lời của cái bài này cần đang dịch ra tiếng Anh. Nói về quê hương quả đi cầu này là quê hương thiên đàng tại thế mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Chúng ta đang phá hoại quả đi cầu, căn nhà chung của chúng ta nè.
Bài nhạc này chú giống tao phải dùng 30 năm tao mới soạn được cái bài này. Bây giờ đang dịch ra tiếng Anh. Rồi, niềm hy vọng mới, tụi bay yêu cầu đúng không? Thấy không? Tao chiều tụi bay vậy thôi chứ đúng không? Hả? Biết điều quá rồi đúng không? Mình hiểu nhau quá mà. Rồi tao để bài này xong tiễn tụi bay về về quả ngục nha. Thấy không? Được rồi ha. Rồi. Ok. Cái gì? Đừng mà tụi bay đòi hỏi quá vậy. Oh, tụi nó đòi hỏi đấy, đánh giống ơi, ngày ngày làm ơn ngày để sấm điển mà năm 1996. Rồi tới bài niềm hy vọng mới cho chúng em nghe, cho chúng em tắm nhạc thiên đàng cho bớt nóng trước khi bàn giao chúng em trở về quả ngục. Được rồi, tao tao chịu tụi bay, không có sao, tao chịu tụi bay. Giờ nghe cái phần sấm điển mà năm 1996 đúng không? Rồi, cái gì? Rồi cái phần mà tao phỏng vấn mày năm 1985, lúc mà Thượng Đế Toàn Năng bảo Thánh Trần Đạo lãnh tụi mày ra từ quả ngục, nhốt tụi bay ở một cái đình làng chờ tao đến phỏng vấn tụi bay, đúng không? Tụi bay muốn nghe lại cái phần đó đúng không? Cho đồng bào nghe luôn cái gì. Ok rồi, tao chiều tụi bay. Mấy này lém dễ sợ. Tụi bay câu giờ quá. Được rồi, không sao đâu. Ok. Tao nhịn đói quen rồi, tao làm việc nhiều quá, tao quên ăn hoài, không sao đâu. Thêm 5-10 phút nữa cũng được, đâu gì đâu. Ok, để cho ông bà nghe luôn ha. Rồi. Thành lập Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam. Sấm truyền. Thành lập Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam. Tất cả mỗi người Việt Nam đều có mang dòng máu thánh giống. Chúng ta đã biết những gì chúng ta biết. Chúng ta không biết những gì chúng ta chưa biết. Và đây, chúng ta sẽ biết những gì chúng ta cần phải biết. Kính thưa toàn thể đồng bào ruột thịt, máu thánh giống Việt Nam, trong tương lai, giữa lúc đồng bào dân tộc chúng ta bị đàn áp một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo, cả tinh thần và thể xác, rốt cùng không có một phương cách nào để cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam, ngoại trừ chỉ còn một phương pháp duy nhất là phương pháp tinh thần thánh giống đoàn phụ đổng thiên vương, tái thế Đại Việt vương đạo, công bình bác ái, tự do xây dựng, thương yêu đùm bọc cho nhau. Kính thưa toàn thể đồng bào dân tộc thánh giống Việt Nam, đã là người Việt Nam, chúng ta tất cả đều có mang dòng máu thánh giống mà ngôi trời là Thượng Đế Toàn Năng đã và đang ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Thử hỏi mỗi cá nhân, linh hồn của mỗi cá nhân chúng ta, mỗi linh hồn và thể xác chúng ta
có xác nhận được chính chúng ta đã có mang dòng máu thánh giống hay chưa? Nếu mỗi cá nhân chúng ta, những ai chưa thức tỉnh để tìm hiểu, để biết chính mình có mang dòng máu thánh giống, thì hãy cố gắng trau dồi tâm linh để từ đó sẽ nhận biết chính mình là một người Việt Nam đều có đặc ân trời cho mang dòng máu thánh giống. Để sống và phục vụ cho công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Từ đó, với tinh thần thánh giống của mỗi cá nhân, con dân nước Việt do trời ban cho, để cùng nhau đoàn kết, ngõ hầu, chặn đứng tất cả những bất công, quá ác độc mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã và đang chịu đựng một cách quá là khủng khiếp, đau khổ mà đến nỗi trời phải động lòng ra lệnh cho tôi cùng toàn thể đồng bào ruột thịt máu thánh giống Việt Nam xung trận để cứu dân tộc Việt Nam khỏi mọi bất công áp bức từ nhiều chế độ ác độc. Đồng thời, chúng ta cùng nhau làm gương cho nhân loại là hãy sống thuận theo ý trời, bằng ngược lại sẽ bị trời phạt. Sấm truyền thánh giống đoàn phụ đổng thiên vương tái thế Đại Việt Vương Đạo, công bình bác ái, dẹp bỏ chế độ Cộng sản Việt Nam. Ta phụ đổng thiên vương tái thế Đại Việt Vương Đạo vâng lệnh trời kêu gọi các ngươi toàn thể ban lãnh đạo cán bộ Cộng sản Việt Nam các cấp lo chuẩn bị trao quyền phục vụ dân Việt Nam cho dân tộc Việt Nam do trời chỉ định. Riêng phần các ngươi, quân Cộng sản, quân cướp, quân vô thần, quân tham nhũng như nhau. Các ngươi cùng một loại bá đạo. Các ngươi hãy ăn năn sám hối, lo làm việc thiện lành. Đồng thời, các ngươi phải tuyên bố dẹp bỏ chế độ Cộng sản trong toàn lãnh thổ Việt Nam. Việc chấp hành phục vụ dân tộc Việt Nam sẽ do trời chỉ định. Ta cùng toàn thể đồng bào ruột thịt máu thánh giống Việt Nam đáp lễ theo một thiên ý của trời chỉ định mà thôi, chứ không theo ý riêng ai cả. Nếu cãi lời, các ngươi bất cứ kẻ nào cố chấp kiêu ngạo không vâng lệnh trời thì chắc chắn sẽ bị thần chết ở cõi siêu nhiên đến bắt cả linh hồn và thể xác các ngươi và sẽ tống giam các ngươi chung với thằng Hồ Chí Minh rất hung dữ. Trời đã cho ta gặp linh hồn thằng Hồ Chí Minh đang bị giam giữ tại một ngôi đình ở miền Nam Việt Nam.
cùng với nó. Có mấy đứa đàn em bị nhốt chung. Chúng nó mấy đứa tối ngày lo bắt gián rồi mà ăn. Chúng nó rất hối hận vì việc tụi nó đã làm. Và chúng nó đang chờ trời xử. Lúc ta được trời cho gặp chúng nó, thằng Hồ Chí Minh hung dữ hằn học nói: tội của tao, trời đang giam tao và sẽ đem tao ra xử. Đừng chửi tao vô ích. Đâu có thằng nào, đứa nào chạy khỏi ông trời. Khốn thay, đứa nào bị giam chung với tao. Vì tối ngày tao sẽ bắt chúng nó, bắt ruồi, muỗi, gián, chuột, bọ, rắn rít cho tao ăn. Đồng thời tối ngày tao bắt cúi đầu dạ thưa chủ tịch. Dẫu rằng không đứa nào muốn, nhưng tao buộc phải làm, vì tao là chủ tịch của tụi nó. Tao bị giam ở đây khổ sở và đói khát quá. Ông trời, không cho tụi tao ra khỏi ngôi đình này. Rồi muỗi, chuột, rắn rít trong đình càng ngày càng khó kiếm. Rồi đồng bào, tôi đã nhìn thấy. Đồng bào thắc mắc hỏi về hai bài sấm điển vừa rồi. Đó là năm 1996. Đến nay là bao nhiêu năm rồi? 96, bây giờ mấy rồi? Ừ? 2024. Kể như là gần 28 năm hả? Đồng bào thắc mắc hỏi về vấn đề mà Hồ Chí Minh nó bị giam ở một cái đình ở miền Nam Việt Nam. Xin Thánh Giống giải thích về cái phần đó. Ok. Năm 1985, có một đêm kia chú Giống buồn, chú Giống cầu nguyện và chú Giống khóc. Và phải nói là quá đau buồn á. Tại vì năm 85 á, là cái năm đó là cái năm sau cùng của 10 năm mà Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh Thánh Giống phải sống đời sống kêu bằng khổ hạnh tu hành 10 năm ròng rã. Từ năm 1975 cho đến năm 1985 thì mới chấm dứt 10 năm khổ hạnh tu hành. Chú Giống sẽ tường trình cho đồng bào theo lời yêu cầu của đồng bào được biết về hai bài sấm điển vừa rồi. Tiếp theo nha.